Gia Long Tẩu Quốc, tác giả Tần Dân Tử. Lời tự: hãy đọc quốc sử, hãy đọc quốc sử. Ấy là tiếng của các nhà trí thức đương thời hằng kêu ca cùng quốc dân ta vậy. Nghĩ về quốc sử xứ này, chỉ có một ít nhà khảo cứu và trước tác thông thuộc mà thôi, còn phần đông không hiểu biết gì về truyện ký nước nhà. Họa chăng còn nhớ vài tích hoang đàn kỳ quái như Sơn Tinh Thủy Tinh, nàng Mỹ Châu với áo lông ngỗng, Lý Chiêu Hoàng háo sắc, Trần Thủ Độ cao mưu. Chính những người hô hào rằng mình là con hồng cháu lạc, chưa chắc đã biết rõ Hồng Bàn Thị và Lạc Long Quân ở về đời nào. Nhớ đến Trừng Nữ Vương đánh với Mã Viện là nhờ câu: đồng trụ chí kim đài vị lục, đằng giang tự cổ huyết du hồng. Nhớ đến sự tích bà Triệu Ẩu là nhờ câu: cửu chân có ả Triệu Kiều, vú dài ba thước, tài cao muôn người. Quốc dân ta đọc đến lịch sử nước Pháp, thấy một người chọc trời khuấy nước, nghênh ngang một cõi biên thùy, bình phục các nước bên Âu một lúc là Nã Bá Lân, Napoleon, thì có lòng sùng bái, kính trọng mà khen rằng: thật là một vị anh hùng, thật là một tay hào kiệt. Đọc lịch sử Hy Lạp, thấy Á Lực Sơn Đại Đế, Nam Phạt Ba Tư, Tây Chinh Ai Cập, thì trầm trồ khen rằng: thật là siêu quần, thật là bạc tỷ. Đọc lịch sử Tào, thấy Tiết Nhân Quý Chinh Đông, La Thông Tảo Bắc, Ngũ Hổ Mình Tây, và thấy Nguân Thái Tổ là Thiết Mộc Chơn chinh Nga, Hốt Tất Liệt phạt Tống, thì khen rằng thật hào kiệt, thật anh hùng. Nhưng hỏi lại, những người danh nhân vĩ tích trong nước mình là ai, thì coi bộ ngẩn ngơ chẳng biết. Thật cũng là lạ thay cho cái chân tình, chuyện người thì sáng, chuyện mình thì lu. Vậy nên muốn phổ thông quốc sử, chẳng chi hay bằng trích ra một đoạn rồi đặt thành tiểu thuyết như nhà trước tác đại danh lan xa là Alexander Dumas, vẫn có cái đặc tài về lối ấy. Tần Dân Tử tiên sanh là nhà sử học văn chương, lại lịch lãm nhân tình thế thái, cũng có ý như vậy nên đã gia công khảo cứu nhiều bộ sử ký tiền triều của người Tây và người An Nam soạn mà diễn thành một bổn lịch sử tiểu thuyết, đề là Gia Long Tẩu Quốc. Quyển tiểu thuyết lịch sử này làm ra rất dày công phu, khó nhất là phải sắp đặt những chuyện tích thế nào cho liên lạc, bố trí cách nào cho hoàn toàn. Chuyện nội sử với chuyện ngoại sử ăn nhau mà có ý vị thâm trầm, dễ khiến lòng người hâm mộ. Huống chi ngôn từ chải chuốt, dễ đọc, dễ nghe, có chỗ cũng múa men ngọn bút lan dài, trường văn tô điểm một vài bông hoa, thi vận thanh tao, đối đáp chín chắn. Quyển lịch sử tiểu thuyết này, ngoại trừ một vài ý tưởng và lời lẽ dường như của người đời nay mới sản xuất ra, cũng kể là một thiên kiệt tác. Người thường đọc đến ắt phải hoan nghênh, người rộng học xem vào cũng có lý thú, nghĩa là toàn quốc có thể xem mà không tiếc ngày giờ. Dẫu rằng tiểu thuyết mà nếu có thể tập cho quốc dân quen thuộc các tên tuổi nhà công thần phụ tá cao hoàng, bình được Tây Sơn, lên ngôi cổ ngũ như Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Huỳnh Đức, Châu Văn Tiếp, Võ Tánh, vân vân, cũng đủ bổ ích. Nói qua can thường luân lý, trước tác là một nhà nho học, những điều thương phong bại tục là điều khả ố của tiên sinh. Chưa lật sách ra, dám đoán chắc rằng ở trong có đủ gương trung hiếu lễ nghĩa. Ký tên Trần Văn Tấn, tri phủ Cần Duộc. Lời tựa: Tuấn sử có cái chí ngang dọc trời đất, cái tài xuất chúng siêu quần đến mấy cũng không thể hiểu qua non sông nhà mình, nòi giống nhà mình, gốc gác từ đâu đâu. Mà muốn hiểu non sông nhà mình, nòi giống nhà mình, gốc gác từ đâu đâu, trừ ra lịch sử của tổ tiên mình lưu lại, thì không do đâu mà hiểu được. Thế đã hiểu lịch sử đối với con người có cái ảnh hưởng quan thiết
sâu xa lắm vậy? Lại làm người, tức phải động tất những việc quá khứ, rồi mới cân nhắc nổi những việc hiện thời. Việc quá khứ, việc hiện thời, hai việc ấy ta lại cần phải đối chiếu với nhau, dung hòa nhau, lọc lấy một phần tinh ba cốt yếu mà người ta gọi là quốc tí đó, để di dưỡng lấy tinh thần, dòi mài nên khí tiết. Dường ấy, đối với quốc gia, xã hội, rồi quốc gia xã hội mới mong nhờ mình. Nước mình cũng là một nước có lịch sử vẻ vang lắm vậy. Song người mình, trừ ra một số người có học thức, có tham khảo ít nhiều về lịch sử nước nhà, thì không nói. Còn ra vô số những hạng người, ngoài sân vọng các bàn thờ Trương Đạo Lang, Trương Thiên Sư, trên trang treo bức hình của ông Quan Võ, hằng năm hương tỏa bất tuyệt, chẳng mở miệng ra. Mở miệng ra thì nào là Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu, Phàn Lê Huê phá Hồng Thủy Trận, chứ chưa thường có mấy ai nhắc nhở đến, sùng bái đến cái ông Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Trưng Trắc, Trưng Nhị, là những bậc đã làm vẻ vang cho lịch sử nước nhà, bồi đắp cho non sông tổ quốc từ hồi nào. Thật cũng là một điều đáng thương tâm về sự khuyết điểm của anh em mình lắm vậy. Cũng không nói nước mình từ Trần Lý Lê Đinh, những trước là cái lịch sử vào thời kỳ xa xôi, chỉ như lịch sử vào lối vài trăm năm trở lại đây. Tuy là cái lịch sử người mình đua tài giành ngôi giết nhau với người mình, thì mặc dầu mà quốc dân mình cũng ít kê cứu đến cho biết sự hay dở của lịch sử xưa nay có quan hệ gì đến tinh thần tấn hóa của quốc dân mình buổi này hay chăng, thì thật họ trong nôm cái lịch sử ấy không bằng trong nôm mấy cuốn tiểu thuyết lằng xằng của mấy văn sĩ dở mua trong mấy quán sách ở đầu đường cuối chợ kia. Bao nhiêu đó cũng đã biết được sự học vấn của bọn bình dân mình ra làm sao rồi. Mới đây, ông Tân Dân Tử, ông cũng vào hàng tiểu thuyết gia đương thời. Tưởng ông cũng cảm xúc vì cái nỗi vừa mới nói trên đây, nên ông cùng tôi trong buổi chuyện trò có tỏ cho tôi biết rằng ông đã lược rút lịch sử nước mình vào hồi Đức Gia Long chạy vào Nam, viết thành một bổn để cho người mình trong đấy mà biết cái lịch sử nước mình sau này là thế. Tôi nghe qua lấy làm tán dương, ông có cái hoài cảm với nguồn gốc nước nhà, nên xin có mấy lời trước này khen ngợi ông là người lưu tâm về sử học vậy. Ký tên Nguyễn Tử Thức, cụ chủ bút tờ Đông Pháp và hiện thời là chủ bút tờ Canh Nông. Lời tựa của tác giả: lấy cặp mắt quan sát mà xem cả toàn cầu, từ Tây Âu tới Đông Á, từ Mỹ Quốc tới Phi Châu. Các trình độ các nước văn minh lên cao chừng nào, thì cái nền lịch sử tiểu thuyết lại càng vung bồi, tô điểm, quý trọng, thạnh hành chừng nấy. Mỗi nước đều có một lịch sử riêng, mỗi lịch sử lại có diễn ra tiểu thuyết, đặng phổ thông cho quốc dân rõ biết cái cơ quan hành động của tiền nhân, sự dinh hư tiêu trường của chủng tộc. Lịch sử có hai thứ, một thứ gọi là lịch sử đại lược chánh biên, một thứ gọi là lịch sử tiểu thuyết. Lịch sử đại lược chỉ nói tóm tắt những sự lớn lao mà không nói cặn kẽ những sự mảy mốn. Còn lịch sử tiểu thuyết thì nói đủ cả, vừa chuyện lớn lao, vừa chuyện mảy mốn, đều trạng ra như một cảnh vật tự nhiên hiển hiện trước mắt. Lịch sử đại lược có nói nhân vật sơn xuyên, quốc gia hưng phế, mà không tỏa trạng mạo ngữ ngôn, không tỏa tánh tình phong cảnh. Còn lịch sử tiểu thuyết thì tỏa đủ các nhân vật sơn xuyên, tánh tình ngôn ngữ, tỏa tới hỷ nộ ái ố, trí não tinh thần, tỏa tới phong cảnh cỏ hoa, cửa nhà đại cát, nhành chim lá gió, nhạc suối kẹn ve, làm cho các nhà độc giả ngồi xem quyển sách, miệng đọc câu văn, mà dường như mình đã hóa thân đi du lịch một phong cảnh nào kia, xem thấy một nhân vật nào đó khiến cho kẻ đọc ấy dễ cảm xúc vào lòng, dễ quan niệm vào trí. Ví như đọc Tam Quốc, thấy Quan Công dình lòng nghĩa khí, đốt đuốc xem thơ,
tất nhiên tỏ ý kính vị mà tôn sùng vào ốc. Thấy Tào Tháo lộ thói gian hùng, lộng quyền khi chúa, tất nhiên ghét giận mà bức rứt ở trong lòng. Độc Tỷ Hử thấy Tống Giang chiếm cứ Lương Sơn Bạc, bèn dẫn dẫn chân vại. Độc Hồng Lâu thấy Đợi Ngọc thác tại quán Tiêu Tương, liền rưng rưng nước mắt. Độc Lê Thoa Mousquetaire thấy Hồng Y giáo chủ là Richelieu, phò vua vực nước, vững đặt triều cương, làm tướng cho vua Louis, cũng như Quản Trọng làm tướng cho Tề Hoàng, chắc ai cũng thầm khen trộm mến. Thấy quận công Buckingham vào cung tư tình cùng hoàng hậu, thế ai cũng động tình, mê hương, luyến ngọc mà rỡ ngốc rùng mình. Độc Le Comte de Monte Cristo thấy Dante bị hàm oan 14 năm trong hắc ngục, tự nhiên giàu giàu một mối thương tâm. Thấy Mercedes nửa đêm ra mắt Edmund kể lễ sự tình, tức thì ngồi ngồi một lòng bi cảm. Theo những sự kể trên đây, tiểu thuyết thực là một thứ sách dễ cảm động, dễ kích thích lòng người, làm cho nhiều kẻ đọc tới mà quên ăn, bỏ ngủ, mê mẩn tâm thần. Đọc rồi 5-10 ngày hãy còn tưởng tượng trong trí. Tiểu thuyết có nhiều thứ khác nhau, nhưng tiểu thuyết về lịch sử thì cần nhất cho quốc dân ta trong lúc này hơn hết. Lịch sử với tiểu thuyết phải cặp kè nhau như mẹ với con, hòa hiệp nhau như chồng với vợ. Lịch sử mà không có tiểu thuyết để phụ tùng thì như mẹ mà không con giúp đỡ, thế phải bơ vơ. Tiểu thuyết mà không có lịch sử làm cội nguồn, nào khác vợ mà không chồng chủ trương, ắt phải một mình hiu quạnh. Vậy nếu muốn cho lịch sử nước nhà phổ thông thì chẳng chi hay hơn là dùng tiểu thuyết làm mai nhơn để dẫn dắt quốc dân vào đường lịch sử. Đó là một phương pháp rất anh linh và một phương châm rất công hiệu. Nhưng tiểu thuyết có hai điều quan hệ khác nhau. Một là tiểu thuyết nào từ nghiêm lý chánh thì được bổ ích cho xã hội nhân quần. Hai là tiểu thuyết nào viết bạ nói xàm, chẳng kể luân lý can thường, ắt gây một mối ác cảm trong lòng người mà phải tồi phong bại tục. Vậy thì tiểu thuyết cũng có thể đáng kính, đáng yêu, mà cũng có thể đáng kinh, đáng sợ. Trong nước ta, từ 2000 năm nay, lịch sử đại lược thì có, mà lịch sử tiểu thuyết thì không. Lịch sử ta như một cây kia có cội rễ, mà chẳng có nhành lá bông hoa. Như một nhà kia có cột trượng, mà không có ghế bàn trang sức. Nếu cây mà không có nhánh lá bông hoa, thì thành ra cây khô. Ngỡ tới thêm chán thêm buồn, có gì gọi rằng tốt tươi ngoạn mục. Còn nhà mà không có ghế bàn trang sức thì thành ra nhà trống, ngó vào tường cao vách đứng, có gì đẹp đẽ mà để quan chim. Vì vậy cái tình trạng lịch sử của ta thở nay cũng đâu như thế. Trừ ra mấy nhà có học thức, có khảo cứu lịch sử mới được hiểu thông. Kỳ dư phần nhiều quốc dân ta đối với lịch sử nước nhà lơ lãng như khách bàn quan, nguội lạnh như người ngoại quốc, không biết hâm mộ quý trọng lịch sử là gì, không hay sùng bái truy niệm tiền nhân chi hết. Bao nhiêu tư tưởng, bao nhiêu kiến văn đều đổ trúc ra nước ngoài là nước Tạo mà quên mất tổ tiên, không ai nhắc nhở tới chi. Mỹ nhân không muốn nói chuyện thượng cổ, trung cổ, thời đại làm chi cho xa xôi, mà xin nói chuyện một thời đại gần đây, là chuyện của Đức Cao Hoàng Gia Long, mới vừa qua rồi, chẳng đầy 200 năm nay, mà hỏi lại quốc dân ta sau này, phần nhiều không ai rõ biết. Như các danh nhân vĩ tích, phụ quốc công thần trong đời Đức Gia Long là Võ Tánh, Ngô Tùng Châu, Nguyễn Quỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thoại, Châu Văn Tiếp, mà người trong Nam ta thì ngờ ngẩn, mồ hồ, xem như tuồng kẻ tha bang dị vức. Vì cớ nào mà quốc dân ta không rõ biết những sự tích ấy? Vì cớ nào mà người Nam ta đối với các đấng ấy như người dị vức tha bang? Cái vấn đề này là một vấn đề rất quan thiết cho các đấng văn nhân phải tự tri mà giải quyết. Cái nguyên nhân ấy vẫn có hai điều. Một là bởi thở nay trong xứ ta chưa có lịch sử tiểu thuyết ban hành ra nhiều, chỉ có một vài bộ ít ỏi mới xuất bản sau đây.
chưa biết thọ yếu thế nào và cũng chưa đủ cho mắt đời xem xét. Hai là các nhà văn sĩ ta bấy lâu chỉ chuyên luyện khuynh hướng về sự trường thuyên đoạn cú, vịnh nguyệt ngâm phong mà không thèm ngó ngàng tô điểm về lối tiểu thuyết quốc văn, nên không ai chịu khó khảo cứu sự tích của nước nhà mà diễn ra cho quốc dân rõ biết. Bỉ nhân đâu dám khoe văn múa bút trước cửa đại phương, song cũng mon men gõ mõ rung chuông trên trường tiểu thuyết. Vì vậy, chẳng nại lao tâm khổ tứ trong lúc đêm tịnh canh trường, khảo cứu các lịch sử Tây Nam, lượm lặt các chánh biên ngoại truyện mà phô diễn một bộ lịch sử tiểu thuyết này. Nhan đề là Gia Long Tẩu Quốc, ngõ hầu cống hiến cho đồng bào xem chơi, cho biết một sự tích nhân vật trong lúc Nguyễn Thị Hoàng Triều, đặng để làm một tấm gương phản chiếu cho người mình soi xét. Nguyễn Hữu Ngẫy, biệt hiệu Tân Dân Tử Cẩn Tự, Chợ Lớn, tháng 11 năm 1929. Gia Long Tẩu Quốc, quyển thứ nhất, hồi thứ nhất. Đức Nguyễn Ánh lạc bước phong trần, nơi Phật tự gặp người phò tá. Đất Việt ba kỳ, trời Nam một góc, tàn thương mấy độ. Cuộc hưng vong dường thể chiêm bao, sự tích ngàn xưa, gương trị loạn còn ghi lịch sử. Trong khoảng cách chừng 150 năm nay, nước Việt Nam ta ném nhầm vào lúc Triều Lê vận mạc, chúa Nguyễn thời suy, ngoài Bắc thì chúa Trịnh tranh quyền, trong Nam thì Tây Sơn giấy loạn, làm cho một dải đất nằm dọc theo mé biển Đông Dương này, từ sông Nhĩ Hạ tới Cửu Long Giang, thành ra một xứ rần rần lửa giặc đao binh, sanh linh đồ tháng. Kẻ thì phải chịu mùa màng đất phát, người thì lại bị nghèo khổ linh đinh, nay chạy chỗ này, mai trốn chỗ khác, thảm khổ biết là dường nào. Lúc bấy giờ, tại Cần Thơ có một ngôi nhà ở gần mé Hậu Giang. Tuy chẳng phải là nhà hào gia cự phú, song xem có vẻ thanh lịch u nhàn. Giữa nhà có để một cái bàn tròn, trên bàn có trải một tấm khảm đỏ, lại có ít quyển sử truyện thi thơ, văn phòng tứ bửu. Hai bên thì để một bộ trường kỷ với một ít cái đôn sành. Còn chung quanh ngôi nhà, có một cảnh vườn trồng đủ thứ cây trái, bông hoa. Trước sân có xây một hòn giả sơn, bên thì để ít chậu kim quýt thanh tục, bên thì lại trồng ít bụi mai lan cúc trước, xem rất là thú vị. Ngoài vườn trồng một vuông tre, bốn phía sùm xuề, cây im lá rậm. Nhà này chắc là nhà của một ông quan hồi hưu cất để dưỡng nhạc trong lúc tuổi cao tác yếu. Trong một đêm kia, vào khoảng canh hai, trăng sáng lờ mờ, mưa tro rải rắc, đầu làng lặng lẽ, cuối sớm vắng tanh, chỉ nghe những tiếng chó sủa ma văng vẳng bên rừng, mèo kiếm bạn ngao ngao xó bụi. Dây lâu, bỗng xa xa mỏ sải tụng kinh cốc cốc, thỉnh thoảng lại nghe tiếng chuông nhà Phật bon bon. Cái tiếng mỏ tiếng chuông này đối với người thường cảnh thường thì nghe ra như nhắc nhở, như khuyên răn, mà đối với người buồn cảnh buồn thì lại nghe ra như thảm, như sầu, như than, như khóc. Ấy là tiếng chuông sám hối răng trần tục, giọng mỏ từ bi tỉnh mộng hồn. Thật là một cảnh đêm vắng canh khuya xem rất là im điềm, buồn bực. Lúc bấy giờ, trong nhà ấy có một người thanh niên trạc chừng 18 tuổi, xem diện mạo tỏ ra một người anh phong tuấn dật, cốt cách phi thường, sống mũi thẳng mà cao, trong mắt long lanh hiện ra mấy ánh hào quang chói sáng, trán cao, mày rậm, mặt trắng môi hồng, hình trạng chắc chắn là khôi ngô, xem ra có vẻ anh hùng khí tượng. Thật là một người tướng mạo đường hoàng, dung nghi tề chỉnh, đầu bịch một khăn vàng, mình mặc một cái vỏ bào trắng, chân mang một đôi vỏ hài đen,
bên lưng đai một thanh gươm vỏ bạc cán vàng, dọi với bóng đèn chói ra nhấp nhán. Người ấy đương ngồi tựa bàn, chống tay bên má, sắc mặt có vẻ âu sầu, mắt ngó chăm chăm xuống đất, dường như đương trầm tư nghĩ ngợi điều chi trong trí vậy. Phía một bên lại có một nàng tuổi vừa 29, hai môi đỏ hồng như màu yên chi, nước da trắng tươi như bông bạch phấn, xem ra có cách yểu điệu thanh mai, thật là một người thục nữ giai nhân, trăm anh đại cát. Đương ngồi mắt ngó lơ ra cửa, lẳng lặng làm thinh, tợ hồ có việc chi nghĩ ngợi trong lòng, tràn ra một vẻ sầu dung, làm cho mạo hoa giả dụi. Chánh giữa lại có một người đàn bà tuổi chừng 50, sắc mặt cũng có vẻ âu sầu thảm đạm, tay cầm một vuông khăn lụa trắng, đường dặm lao nước mắt, rồi cũng lẳng lặng không nói điều chi. Một lát bà ấy dây lại, ngó người thanh niên kia mà nói rằng: "Con ơi, thảm khổ là giường nào đó con ơi, chú con và em con đã bị tai quân nghịch giết rồi, và cái cơ đồ của tổ phụ ta sáng tạo mấy đời nay cũng bị chúng nó chiếm đoạt hết cả, làm cho mẹ con ta ngày nay phải ra thân lưu lạc phong trần, ăn uống sầu thảm. Con ơi, cái thù này là thù chẳng đội trời chung, biết chừng nào trông mong trả đặng, mẹ nghĩ chừng nào lại càng đứt ruột đau lòng lắm con." Nói rồi lại rưng rưng hai hàng giọt lệ. Người thanh niên kia nghe rồi dây lại vòng tay và thưa rằng: "Thưa lịch mẹ, người đời có lúc thạnh suy mà cũng có khi bỉ thới, ấy là lẽ thường. Xin lịch mẹ tình dưỡng tâm thần, bớt lòng phiền muộn, để mặt con ra sức lo toan, hoặc mai trời có lòng thương thì ngày kia cũng được thiên tùng nhân nguyện." Kể đó nàng gái ngồi bên kia cũng lau nước mắt, rồi dây lại thưa rằng: "Mẹ ơi, thật nghĩ lại cái cảnh ngộ khổ cực gian nan này thì biết bao là buồn thảm. Khi nào thì lầu son gác tía, gấm phủ màn che, còn bây giờ sao lại phải trải gió dầm mưa, ăn nhở ở đậu, cực khổ cho mẹ con ta biết là dường nào. Nghĩ mà căm hờn nuốt giận, tím ruột bầm gan với cái đứa nghịch thù không bao giờ nguôi đặng." Rồi dây lại ngó người thanh niên kia mà nói tiếp rằng: "Phu quân ơi, thiếp nghe rằng quân nghịch sai người mật thám rải khắp các nơi, đặng tìm chúng ta mà giết cho tiệt kỳ hậu quản. Vậy thì chỗ này là chỗ chúng ta ở tạm đỡ vậy thôi. Nếu ở đây trì quẩn lâu ngày á, thì thiếp e sớm muộn cũng chẳng khỏi vào tay quân địch. Vậy xin phu quân lo liệu thế nào, đặng mau mau mà tìm phương lánh nạn thì mới được." Người thanh niên kia nghe rồi gật đầu và đáp rằng: "Nàng hãy yên tâm, sự ấy ta đã lo liệu trước rồi, không sao phòng ngại. Khuya nay chừng lối canh tư, chúng ta sẽ tìm qua xứ khác mà trú ngụ." Nói rồi cái thấy hai người mặc đồ đen ngoài cửa hăm hở bước vô, mỗi người đều mặc võ phục gọn gàng, và bên lưng mang một cây gươm trường, tay cầm một ngọn roi ngựa, bước ngay tới trước người thanh niên, rồi cung tay cúi đầu thi lễ. Người thanh niên này nghiêm sắc mặt và hỏi rằng: "Hai người có việc chi cần gấp, hãy nói mau đi." Một người kia bước tới bẩm rằng: "Bẩm lệnh bà và điện hạ, quân giặc gần tới." Người thanh niên kia nhíu mày, đứng dậy cách lẹ làng rồi nói: "Quân nghịch đã tới đâu?" "Thưa, đã tới địa phận Rạch Mân Thích." "Quả thật là thế chăng?" "Thưa, quả thật là như thế." "Quân nghịch nhiều ít thế nào?" "Thưa, độ chừng vài đội binh bộ." Người thanh niên đứng sững, ngẫm nghĩ trong trí một chút, rồi hỏi rằng: "Quân tuần phòng của ta ở đâu?" "Thưa, ở hai bên mé sông Hậu Giang." "Chỉ có thế mà thôi sao?" "Thưa, còn một đội tuần phòng theo mé Cù Lao Mây, và một đội phân ra từng khoảng mà tuần phòng từ Rạch Trà Ôn tới Rạch Mân Thích." Người thanh niên hỏi: "Người có nghe quân nghịch ở đâu nữa chăng?" Người kia trả lời: "Thưa, không nghe." Người thanh niên nhíu mày, nhướng mắt, ngó chăm chăm người ấy mà nói rằng: "Thuyền của quân địch đã vào cửa biển Định An ngày hôm qua, bây giờ nó đã tới Cù Lao Đại Ngãi, người có nghe chưa?" Người ấy ra vẻ lính quýnh, trả lời ngập ngừng rằng: "Thưa, tôi chưa,
Chưa nghe. Người thanh niên lấy tay khoát ra một cái. Tên kia lật đật đứng ra một bên, vòng tay, con mắt thì cứ chăm chăm xuống đất. Kể đó, người thanh niên dây qua ngó người đứng bên kia và hỏi rằng: Quân từng phòng trên bộ của ta ở đâu? Thưa, quân từng phòng của ta đừng ở nơi mé rừng trạm, đường vô rạch giá. Còn ở đâu nữa không? Thưa, có một toán quân, phân ra mỗi tớp là 10 đứa, đặng đi từng phòng các nẻo lộ khác. Người thanh niên này nghe rồi, nghĩ ngợi một chút và nói với hai người ấy rằng: Hai người hãy lo sắp đặt hành trang và ngựa voi cho sẵn. Khuya nay, chừng đầu canh tư, chúng ta sẽ qua rạch giá. Nói rồi, lấy tay khoác hai người ấy ra, rồi bước vào hậu đường với hai người đàn bà khi nãy. Người thanh niên mặc vỏ bào trắng, nói trên đấy là ai? Nãy giờ tôi chưa chỉ danh, vậy xin tỏ ra dưới đây cho khán giả rõ biết. Người này là người có một tánh chất nhẫn nại tinh thần, có một lá gan anh hùng khí phách. Cái tánh chất ấy, với cái lá gan này, thật là mịn như vàng, cứng như đá, mà cũng dẻo như sắt, chắc như đồng. Trong 25 năm, tẩu Bắc, bôn Nam, vào sanh ra tử, song tên đột pháo, giữa chỗ kịch liệt chiến trường, khi thì vượt biển, lúc thì trèo non, khi nằm sương, lúc gói tuyết, gặp nhiều cảnh ngộ rất nguy hiểm, gian nan, biết bao là thiên lao, vạn khổ, nhưng chẳng hề rúng chí nguôi lòng, chỉ khăng khăng một trái tim địch khái, rèn đúc một khối óc phục thù, mà đối địch với quân giặc Tây Sơn. Hơn mấy nguy trận rất hoanh quanh liệt liệt, làm cho một nước Việt Nam này, từ Bắc chí Nam, động đất long trời, siêu thành sập lũy. Người này tên là Nguyễn Ánh, là một người nhành vàng lá ngọc trong dòng chúa Nguyễn thời triều Lê. Sau, người tức vị hiệu Gia Long, ấy là một người thống nhất sang hà, trung hưng phục nghiệp cho nhà Nguyễn, gọi là Việt Nam Hoàng đế. Nguyên Đức Nguyễn Ánh là cháu ruột của vua Dễ Tôn, kêu vua Dễ Tôn bằng chú. Khi vua Dễ Tôn thất thủ kinh đô Huế rồi, chạy vô Nam Kỳ, đồn binh lập trại tại sông Bến Nghé, Sài Gòn. Chẳng dè vua Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, đem binh rượt theo. Vua Dễ Tôn đánh không lại, liền chạy xuống Cà Mau đào nạn. Nhưng chẳng bao lâu, lại bị quân Tây Sơn bắt đặng, dẫn về Sài Gòn, rồi đem ra Pháp Tràng mà xử tử. Sao lại bắt đặng con vua Dễ Tôn là ông Hoàng Mục Vương tại Bến Tre, rồi cũng giết chết. Vì vậy, Đức Nguyễn Ánh này chính là người được trọn quyền nối nghiệp vua Dễ Tôn, mà chính là người đại nghịch đại thù với quân Tây Sơn Nguyễn Nhạc. Bởi cớ ấy, nên quân Tây Sơn đem binh truy tầm tứ hướng, kiếm bắt cho được Nguyễn Ánh, đặng giết luôn cho tuyệt kỳ hậu hoạn. Nhưng Đức Nguyễn Ánh tuổi tuy còn nhỏ, mà can đảm rất to, đã sẵn trí thức thông minh, lại có mưu mô đỡm lược. Và nhờ có nhiều kẻ bộ hạ tâm phúc, thảy đều là người trung thành võ dũng, nên mới thoát khỏi quân Tây Sơn, rồi dắt mẹ và vợ chạy xuống Cần Thơ mà tá túc nơi nhà của một ông quan hồi hưu ở mé sông Hậu Giang, như lời tôi đã nói trong khoảng trước kia vậy. Đây xin tiếp theo. Khi Đức Nguyễn Ánh trở vào hậu đường, đương ngồi bàn mưu tính kế với Vương Mẫu và vợ là Tống Thị Phu Nhân, sảy nghe canh gà gái thúc, trống đã sang tư. Kể nghe có người gõ cửa nơi trước khách đường, Đức Nguyễn Ánh bèn lật đật bước ra, thấy một tướng bước tới, cung tay cúi đầu rồi bẩm rằng: Bẩm điện hạ, đã bước đầu canh tư rồi, xin điện hạ sắm sửa, đặng lên đường cho sớm. Đức Nguyễn Ánh gật đầu và nói rằng: Các binh sĩ đã tề tụ đủ chưa? Bẩm, đã tề tụ đủ rồi, đương chờ nơi lộ mà tiếp nghinh điện hạ. Đức Nguyễn Ánh gật đầu và khoát tay một cái, tướng ấy liền cúi đầu rồi lui ra. Một lát, đã thấy Vương Mẫu và phu nhân cùng Đức Nguyễn Ánh với em gái ngài là Ngọc Du công chúa, cả thảy cung quyến, thỉnh thoảng trong nhà đi ra. Khi ra tới ngoài ngõ, thấy một đội quân đã rút gươm dàn hậu hai bên mé đường và các tướng tâm phúc đều bước tới cúi đầu chào ngài cách nghiêm trang cung kính. Kế đó, thấy tên quân dắt tới một con ngựa sắc hồng, xem rất là hùng tráng, và hai con bạch tự rất to, trên lưng đều có bắt bành sẵn sàng tử tế. Đó rồi,
Vương mẫu với phu nhân và công chúa đều lên ngồi trên bành voi, còn ngài và các tướng cưỡi ngựa theo sau, rồi kéo nhau lên đường đi vô rạch giá, quanh qua, lộn lại. Ước chừng hồi lâu, khi đi ngang một đám trạm lớn kia, ngó ra, chỉ thấy bờ bụi lờ mờ, bốn phía đều rừng hoang cỏ rậm, vượn hú, dơi rêu. Thật là một chỗ sầm hút, quạnh hiu, khỉ ho, cò gái. Đức Nguyễn Ánh liền gò cương ngừng ngựa, rồi lấy tay chỉ vào rừng ấy mà hỏi các tướng tùy tùng rằng: các ngươi có biết trong đám rừng này có những giống chi dữ chăng? Một tướng kia bước tới đáp rằng: bẩm điện hạ, loại độc trùng ác thú thì cũng nhiều, mà nhất là cọp hùm thì dữ lắm. Đức Nguyễn Ánh nghe rồi mỉm cười mà nói rằng: có một giống nữa rất là dữ hơn, ngươi có thấy chăng? Bẩm điện hạ, tôi chưa thấy, và chẳng biết giống chi mà điện hạ gọi rằng dữ hơn. Ừ, ngươi chưa thấy à? Vậy thì để ta chỉ cho ngươi xem. Nói rồi, thò tay vào túi áo, lấy ra một cái chi nho nhỏ, dài chừng hai gan, rồi để nơi miệng thổi lên tiếng, kêu tè tè. Kế, nghe hai bên rừng, những tiếng rạo rạo, lào xào, như tiếng lá khô. Tức thì ngó ra phía trước, đã thấy một toán quân trong rừng rần rần nhảy ra lẹ như nháy mắt. Mỗi người đều cầm giáo, mang gươm, lưng đai cung tiễn, đứng dọc theo hai bên đường rừng, coi bộ tề chỉnh, oai nghi. Và mỗi người đều hầm hầm sát khí. Các tướng tùy tùng ai nấy xem coi, thảy đều kinh dị. Đức Nguyễn Ánh bèn lấy tay chỉ toán quân đó mà nói với người ấy rằng: cái giống đó mới là dữ hơn giống cọp hùm của nhà ngươi khi nãy. Nói rồi, ngài lấy cái kèn thổi lên hai tiếng. Tức thì, toán quân ấy liền rút vô rừng, không còn thấy một dạng người nào thấp thoáng ngoài mé lộ nữa. Ấy là một toán binh của ngài để phòng hờ dọc đường, đặng ngăn ngừa quân giặc. Lúc bấy giờ, Đức Nguyễn Ánh và các tướng kéo đi ước đặng 10 dặm. Bỗng thấy nơi khoảng trống kia đã ló lên một vầng thái dương đỏ lởm, rực lửa như một lò lửa hừng hực ở góc trời đông, rồi phóng xạ hồng quang trên mấy ngọn cây, xem ra nửa trắng nửa xanh. Chừng ấy những bóng tối tăm mờ mịt rủ nhau lần lần mất đi, và cây cỏ non sông thảy đều hiện ra một cảnh tượng đẹp xinh trong suốt. Đi đặng một đổi, bỗng thấy ẩn ẩn trong lùm cây ló lên mấy cái tháp hòa thượng rất cao. Chừng lại gần thì có một cảnh chùa Phật uy nga rộng rãi, cất trên một gò đất, chung quanh có cây cao bóng mát, xem ra rất tịch mịch u nhạc. Đức Nguyễn Ánh liền bảo các tướng ngừng ngựa lại nghỉ, đặng cho quân lính cơm nước rồi sẽ đi. Còn ngài và cung quyến với các tướng tùy tùng đều dắt nhau vào chùa. Khi vô gần tới cửa chùa, thấy một vị hòa thượng với ít tên đạo chúng bước ra tiếp rước một cách kính nhường, tôn trọng. Rồi hối các đạo chúng quạt nước, pha trà, đãi đặng tử tế. Kế đó, hòa thượng lại đứng một bên, chắp tay cúi đầu và hỏi Đức Nguyễn Ánh: bẩm quế quan, xin miễn chấp cho chúng tôi là kẻ tu hành. Bấy lâu giữ đạo từ bi, náo nương cửa Phật, ở chốn thâm lâm cùng cốc. Nay đặng quế quan và liệt vị giá lâm đến đây, thật là vinh hạnh, nhưng chưa rõ tôn tánh quý danh là ai, xin quế quan vui lòng nói cho kẻ bần tăng rõ biết. Đức Nguyễn Ánh nghe nói liền đáp rằng: ta là kẻ nối nghiệp của chúa Nguyễn Vui Dễ Tôn, bị quân Tây Sơn giấy loạn, sáng đoạt cơ đồ, lại còn bắt Vui Dễ Tôn là chú ruột của ta và ông hoàng một vương mà giết chết, nên ta phải tìm phương lánh nạn, đặng lo chiêu nạp nhân tài, ngó được ngày sau khôi phục cơ đồ, trừ quân nghịch thù mà rửa hận. Hòa thượng nghe nói, liền lấy cặp kiến con mắt mang lên và ngước mắt nhìn Đức Nguyễn Ánh chăm chỉ, rồi cúi xuống lặng nghĩ một hồi, nói rằng: bẩm quế quan, vậy thì quế quan phải là cháu nội của võ vương Nguyễn Phước Hược, là con của Đức Hoàng Hưng Tổ phải chăng? Chính là ta đây, mà sao hòa thượng biết đặng? Bẩm điện hạ, khi còn trai tráng, tôi có ở tại kinh đô Huế làm chức vệ húy trong nội các,
nên biết đặng đức hoàng thân của ngài. Đức Nguyễn Ánh nghe nói, thì nhìn sững ông ấy và hỏi tiếp rằng, rồi cớ sao ông lại vào đây mà làm hòa thượng? Bẩm điện hạ, nhân sau khi tôi có bệnh, nên xin hồi hưu, rồi tôi và cháu tôi vào Nam lập cảnh chùa này đã hơn 20 năm nay. Sau đây mới nghe quân Tây Sơn vào Nam bắt vua Dễ Tôn và ông Hoàng Mục Vương mà giết hết. Nói tới đây thì lấy khăn chậm nước mắt và sắc mặt thảm buồn rồi nói tiếp rằng, mới đây thì lại nghe quân Tây Sơn đem binh truy tầm tứ hướng kiếm bắt điện hạ. Chẳng dè nay gặp điện hạ đến đây, làm cho tôi được thấy tôn nhang thì biết bao là hân hạnh. Đức Nguyễn Ánh nghe hòa thượng nói mấy lời cũng cảm động tâm thần, rồi dây lại nói rằng, hòa thượng nói rằng khi trước vào đây với một người cháu, mà người cháu ấy bây giờ đang ở đâu? Bẩm điện hạ, bấy lâu nay nó ở bên Simla. Khi bên Simla đem binh đánh nước Miến Điện, nó có xin theo tùng chinh với binh Simla mấy trận. Vua Sim thấy nó võ dõng thông minh, nên cho nó làm một chức quan nho nhỏ như chức quản vệ của ta vậy. Kế nó nghe nước nhà hữu sự giấy động can qua, nên lật đật bôn tẩu về đây, đường tính chiêu mộ anh em, quyết ra ứng nghĩa. Đức Nguyễn Ánh nghe nói thì sắc mặt có vẻ hân hoan, rồi nói rằng, vậy xin hòa thượng bảo người ấy ra đây cho tôi biết mặt. Vừa nói dứt lời, bỗng một người ngoài cửa bước vô, ước chừng 20 mấy tuổi, tướng mạo khôi ngô, hình dung tráng kiện. Ông hòa thượng thấy liền kêu tên ấy lại và bảo rằng, cháu hãy ra đây ra mắt điện hạ đây đi. Điện hạ đây là người kế nghiệp của chú Nguyễn, Đức Dễ Tôn. Tên ấy liền lật đật bước lại, cúi đầu làm lễ, rồi đứng ra một bên, liếc mắt nhìn Đức Nguyễn Ánh. Còn Đức Nguyễn Ánh cũng ngó người ấy chăm chỉ và hỏi rằng, tráng sĩ quy danh là chi? Bẩm điện hạ, tôi tên gọi là Nguyễn Hữu Thoại. Ta nghe hòa thượng nói, người có đi tùng chinh theo binh Simla đúng không? Bẩm điện hạ, tôi có đi tùng chinh theo binh Simla 3 năm. Vậy thì nhà ngươi chắc là thông thuộc binh tình địa thế của Sim nhiều lắm phải chăng? Bẩm, tôi cũng thông thuộc một ít. Vậy ngươi hãy vui lòng theo ta mà giúp đỡ nước nhà trong cơn hoạn nạn, đặng ráng sức dẹp loạn phò nguy cùng ta. Mai sau may đặng khôi phục cơ đồ, thì cái công nghiệp của tráng sĩ cũng được chép ghi thanh sử và tiến để ngàn thu. Như vậy, đã chẳng mai một cái tài danh của người mà lại được vinh diệu với nước non tổ quốc. Nguyễn Hữu Thoại nghe Đức Nguyễn Ánh nói vậy, lòng rất vui mừng và trả lời rằng, nếu điện hạ có lòng cố cập, thì hạ thần sẽ hết sức theo điện hạ mà giúp đỡ tay chân. Dầu vạn khổ thiên lao cũng chẳng nài khó nhọc. Ông hòa thượng nghe cháu nói như vậy thì rất vui lòng, rồi lấy lời mà khuyên rằng, cháu có nhớ sách xưa nói rằng, gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thức trung thần. Nghĩa là nhà nghèo thì mới có con hiếu thảo, nước loạn thì mới rõ tôi ngay. Vậy thì lúc bây giờ đây chính là lúc nước nhà loạn nghiêng, thành tan lũy sập. Vậy cháu ráng ra mà tế khốn phò nguy, đặng cho khỏi khổ phận nam nhi thần tử. Nguyễn Hữu Thoại nghe chú khuyên bảo mấy lời thì ghi để vào trong lòng, rồi sắm sửa y phục, hành trang và giả từ chú theo Đức Nguyễn Ánh mà phò tá. Nói rồi thấy dọn một tiệc cơm chay, hòa thượng liền lại mời Đức Nguyễn Ánh cùng cung quyến, ngài với các tướng sĩ ngồi lại ăn uống xong rồi bèn giả từ hòa thượng, kéo nhau lên đường thẳng qua Rạch Giá.